Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp và thẻ tín dụng thôi nha. Địa chỉ là số 606 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trang fanpage là Trịnh Văn Mobile, có địa đường link dưới phần mô tả video. Mọi người muốn xem hình ảnh chi tiết máy thì mình cứ nhắn tin qua trang fanpage nha. Zalo của bên mình là 0839 444 400, số thứ hai là 06 con số 8748. Thời gian làm việc là từ 8h30 sáng đến 8h tối. Chính sách bảo hành sẽ là 3 tháng, một đổi một trong tháng đầu tiên nha. Phụ kiện để kèm theo máy là cáp sạc. Anh em ở xa có nhu cầu mua thì cọc trước phí ship. Bên mình ship hàng toàn quốc luôn, cho mọi người được kiểm tra máy, test máy trước khi mua hàng nha. Mọi thông tin chi tiết thì mình để ở phần mô tả video này. Anh em chỉ cần kích vào phần mô tả video sẽ ra đầy đủ thông tin cho mọi người tham khảo dễ mua nha. Thì hôm nay thì mình về được một số máy và có rất là nhiều máy giá rẻ cho anh em luôn nha. Anh em nào có nhu cầu thì cứ inbox bên mình nha. Sony Xperia 5 Mark 2 nha, RAM 8 128 3.6 triệu nha. Sony Xperia 1 Mark 3 5.8 triệu, máy khá là đẹp luôn. Google Pixel 6 nha mọi người. Pixel 6 nè, RAM 12 256 bản quốc tế, màn hình 2K, máy đẹp keng 98-99% nha. 6450 thôi, chỉ có 6450 thôi. Xiaomi Redmi K60 nha, RAM 8256. 8256 là 5 củ 7 nha, và 12256 thì 5 củ 9 và 16256 thì 6 củ 1 nha. Máy new nha mọi người, máy new. Bên mình có rất là nhiều màu luôn, anh em có thể lựa chọn nha. Bên mình đủ màu cho mọi người luôn. Samsung S22 Lite 2 SIM nha, máy thì 98%. 98% như thế này mình thanh lý cho bạn em là 7,5 triệu nha. Còn máy 97 thì bên mình giá từ 6,8 triệu. S22 Plus là một con máy xài rất là ngon luôn nha, rất là ngon luôn. Con này là con Xiaomi 12S Pro nha, 6450, và con Xiaomi 12 Pro thì bên mình chỉ có 5950 thôi, 5950. Con này có Xmark rồi nè mọi người, Xmark 256GB thay pin nha, 5950, 256GB luôn. iPhone 11 Pro Max nha, 64GB, pin 83, 7,6 triệu nha. 7,6 triệu. Con này là con Xiaomi 12T, RAM 8 128, máy đẹp gen 99, camera 108 chấm nha, 5 củ 2. Winmax Lite 4 nha mọi người, Lite 4. RAM con này sẽ là 4.264, 1.950.000 nha, 1.950 thôi nè. Mấy con Realme này mọi người, RAM 8128 nè, 3,5 triệu nha. Xiaomi 13 Lite mọi người, Xiaomi 13 Lite, cái này có nứt mẻ một xíu kính rồi, nhìn không thấy luôn nè, nhìn không thấy, 3,4 triệu nha, Mi 13 Lite. Con này thì máy đẹp 4,5 triệu nha, Mi 13 Lite, RAM 8128. Con CV2 là bản sách tay của Mi 13 Lite đó mọi người, 4,2 triệu nha, 4,2 triệu thôi. Con này là con TCL 40 SE, RAM 4128 nha, 2 cũ thôi mọi người, có một con máy màn hình to, pin cực kỳ trâu luôn. Redmi 10 5G, RAM 4.264, 2150 nha, mình có hai màu này, xanh và đen nè. Con này là con Xiaomi Redmi Note 9T 5G, RAM 4.264, 2150 luôn. Oppo A73 thì mình về được mấy cây này mọi người, rất là đẹp luôn nha. A73 5G, RAM 8128, chỉ có 2 củ 2 thôi nha, 2 củ 2. Xiaomi 11 Pro, RAM 12256 nha mọi người, 4,9 triệu nha, Xiaomi 11 Pro. Realme 10 nha mọi người, con này thì rất là ngon luôn. Chip Hello G99, màn hình AMOLED nha, tần số quét là 90Hz. Con này thì RAM sẽ là 8GB, bộ nhớ trong là 256GB luôn. Mọi người cần bộ nhớ cao thì mua mấy cái này nè, bộ nhớ nó khá cao, màn hình đẹp lắm luôn nha mọi người, camera 50 chấm nha. Phun bóc như thế này nè, bên mình bán với giá là 3,4 triệu thôi, 3,4 triệu nha. Realme 11 mình có nhiều dòng lắm. Realme 11 nè, máy trần thì 3,5 triệu nha, máy ra trần là 3,5 triệu, RAM 8128, máy mới đang rất là cao, camera chính 108 chấm, RAM 8128, hàng chính hãng nha, màn hình cũng OLED luôn, chip thì nó chip Hello G99 luôn nha mọi người, Hello G99, màn hình thì cũng AMOLED, tần số quét là 90Hz luôn. Máy trần là 3,5 triệu nha, full box là 3,6 triệu. Còn cái cây này thì bản 256GB, mình cũng có máy trần và full box luôn, và hai màu nha. Con này mình có màu đen và cái này là màu vàng. Bản 256GB full box 3,9 triệu và máy trần là 3,8 triệu nha. Máy trần thì bên mình vẫn hỗ trợ cho mọi người cáp sạc hết nha mọi người. Honor X9B 5G, máy đẹp keng 99%, RAM 12 bộ nhớ 128 nha. Con này thì chạy chip Snapdragon 6 Gen 1, màn hình cong nha. Cây này thì bên mình bán với giá là 5,8 triệu thôi. 5,8 triệu. Oppo Reno 10 nha, Reno 10. Reno 6 Pro chứ, Reno 6 Pro màn hình cong, RAM 8 128, 4.250.000 nha. 4250. Xiaomi Redmi 12. Đây, máy rất là đẹp, camera 50 chấm luôn. Phụ kiện là chưa dùng tới luôn này mọi người. Đây, phụ kiện zin đầy đủ hết nha. Con này thì viên pin lên đến 5.000. Có cáp sạc và thêm cả ốp lưng luôn. Con này 2550 thôi. RAM là 4 như trong 128GB. Hôm nay mình có Redmi K40. Con này lõi loa trên. RAM 8 256GB, 2,9 triệu thôi mà nha mọi người. Anh em là chiến game thì có thể mua con này nha, Redmi K40 Gaming, RAM 8 256GB. Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, RAM 8 128, máy đẹp 99 nha. Hôm nay có 4 củ rồi, mềm lắm nha mọi người. Note 13 Pro 4 củ. Con Realme Q3S này khá là ngon nè. Con này thì chạy chip 695 5G, RAM 8 128, chỉ có 2950 thôi, 2950. Con Realme 10 này nè, RAM 8 của nhớ 256GB, không có bóc phụ kiện thì mình thanh lý cho mọi người với giá là 3 củ 2. S22 Ultra 2 SIM, máy 97 nha, 9 củ 8 thôi, hàng Việt Nam luôn á, hàng Việt Nam mới được 2 SIM vậy nha. Nó hơi trầy trầy, 9 củ 8 nha. Samsung Galaxy S20 Plus nha mọi người, 2 SIM 3 củ 8 nha. Samsung Galaxy A35 5G, RAM 8 128 và hành tính tháng 5 2025, 5 củ 8. S22 bản hàng 1 SIM nha, 7,2 triệu nha, 6,2 triệu nha mọi người, thanh lý cho mọi người 6,2 triệu. Con này mình còn rất là nhiều màu luôn, đây, rất là nhiều màu luôn nha. S21 FE 2 SIM nha, 5,250 triệu, RAM 8 128 nha. Con này là S21 Ultra, máy thì còn đẹp 97 nha, 7 củ 7 nha mọi người, S21 Ultra. Google Pixel 7 Pro nha, máy đẹp nha mọi người, Pixel 7 Pro. Chỉ với giá là 7 củ rưỡi thôi, 7 củ rưỡi nha, Pixel 7 Pro. Con này là con OnePlus 12, bản RAM 16GB, bộ nhớ 512GB nha. Máy còn rất là đẹp, keng 99%, 12,9 triệu nha. 12,9 triệu. Huawei Mate 30 Pro, RAM 8 128, 5,5 triệu nha. 5,5 triệu. Con này là con Huawei Nova 11i nha, RAM 8 128, chỉ với giá là 3,2 triệu thôi. Con này là con CV3 nha, RAM 12 256, 5,5 triệu nha, CV3. Máy rất là đẹp luôn. Cái này là cây Poco X4 Pro nha. Màn hình con này hình như là tần số quét 120 Hz luôn mọi người. Màn hình là màn hình OLED nha. Con này thì RAM sẽ là bộ nhớ trong là 256GB, RAM 8GB nha, RAM 8 bộ nhớ 256, chip Snapdragon là 695 5G, máy đẹp keng 99 luôn, còn khá là keng luôn nha. X4 Pro 3,850 triệu nha, 3,850. Thành lý cho anh em một cây ôi, cái này nó giờ nó sọc to nè, thành lý nhanh luôn. Cái là cây Zlip 3 nha, chữa cháy thôi mọi người, 1,5 triệu nha. Zlip 3 chữa cháy 1,5 triệu nha, 1,5 triệu thôi. Samsung Galaxy S23 FE 8 triệu nha. RAM 8128, sở hữu màn hình OLED, hai mặt kính nha. Hôm nay mình có cây Tecno Pova 4 Pro nha. Còn Pova 4 Pro này nó rất là ngon, sở hữu màn hình OLED luôn. RAM con này thì sẽ là 8GB, bản bộ nhớ 256GB nha, 256GB full box. Chip Helio G99, pin tới 6000 lần. Pin con này khá là khỏe luôn, pin khá là khỏe nha. Tecno Pova 4 Pro chỉ với giá là 3.2 triệu nha. Samsung A53 5G, cái này hơi trầy nha, 3.5 triệu thôi. A53 5G 3.5 triệu. iPhone 13 nha mọi người, iPhone 13 con này máy lóc, pin 100 luôn, bản Mỹ, đẹp như mới luôn nha, đẹp như mới, pin 100, 7.8 triệu. Samsung Galaxy Note 20, con này hàng Việt Nam, 2 sim, máy đẹp nha, máy còn đẹp, 5.2 triệu nha mọi người, máy khá là đẹp luôn, hàng Việt Nam, 2 sim. iPhone 13, con này hàng Việt Nam, pin 87, màu đỏ, máy cũng còn khá là keng, 128GB, 9.8 triệu nha, 9.8 triệu. Con này là con Oppo Reno 7 Pro, máy xách tay nha, RAM 12 bộ nhớ 256, pin 4500, chip Dimensity là 1002 Max, màn hình 6.55 inch, 4.7 triệu nha, 4.7 triệu. K50 Gaming, RAM 8128, viền này nó hơi trầy. Con này có loa JBL luôn nè, chip 8 Gen 1 nha, màn hình OLED, camera cũng khá là ngon, 4.3 triệu thôi. Cây này là cây Xiaomi Redmi Note 13, RAM 6 bộ nhớ 128, màn hình OLED, hàng chính hãng, bảo hành dài nha. Con này thì mình có thêm màu vàng nữa nha, RAM 6 128, chip Snapdragon 685 nha, màn hình nó đẹp như này nè, 3.5 triệu nha mọi người, 3.5 triệu. Samsung Galaxy S20 FE, RAM 8256, máy đẹp nha, S20 FE 8256, ngoại hình đẹp 98, 4.1 triệu nha, 4.1 triệu. Cây này là cây Realme GT 5C, bản 256GB, RAM sẽ là 8GB, chip 7 Gen 2 luôn, 4.8 triệu nha, 4.8 triệu. Samsung Galaxy Note 10 cộng này, phiên bản Mỹ, RAM 8128 nha, 8128, 5.000.000 nha. Note 20 5G chứ, Note 20 5G. Hôm nay mình có một cây Samsung Galaxy Note S22 Ultra, máy đẹp nha. Con này thì ở Việt Nam, RAM 12256, 10.5 triệu nha mọi người, RAM 12 bộ nhớ 256 GB, 10.5 triệu. Samsung, con này là Galaxy S22 cộng, viền nó hơi trầy cho xài ốp, 7.000.000 nha, 7.000.000, S22 cộng chỉ có 7.000.000 thôi. Đồng hồ nha, có một cái OppoWatt, máy mới hồi xưa, con này như là 4-5 triệu gì đó, giờ nó hơi trầy trầy, thanh lý cho mọi người nha, 700, OppoWatt nha, đồng hồ OppoWatt. Có một cái Galaxy Watch 4 Classic nè, Watch 4 Classic màu đen, size 46, đẹp keng luôn, đẹp keng luôn nha. Cái này thì mình thanh lý cho mọi người với giá là 1.8 triệu nha, size 46, 1.8 triệu. Đồng hồ thì mình còn mấy cái thôi, thanh lý cho anh em. Galaxy Watch 3, 1 triệu nha, size 41. Galaxy Watch 3 bản thép luôn nha, 1 triệu. Galaxy Watch 3 luôn nha. Con này thì khá đẹp, 1,2 triệu. Galaxy Watch 3 size 45 nha. Size 45, 1,2 triệu. Xiaomi Redmi Buds nha. Redmi Buds. Giá bán của bên mình là 3 triệu thôi nha. Redmi Buds 3 triệu ha. Poco M5 2.250.000 thôi. Giá rẻ, cấu hình cao thì mua em này nha. RAM 4 bộ nhớ trong 128GB. K40S nha, RAM 8 128. 3.8 triệu nha, K40S. Xiaomi 11 Pro 4.8 triệu, bản RAM 8 bộ nhớ 256GB, 11 Pro nha. Black Sat 3 3.4 triệu, Black Sat 3. Xiaomi Mi 13T Pro RAM 12 256 nha. Giá bán của bên mình là 8.8 triệu nha. 9 triệu nha mọi người. Mi 13T Pro RAM 12 256 nha, 9 triệu. K40 Gaming RAM 12 128, 3.950.000 nha. Xiaomi 12T 5.2 triệu, RAM 8 256, hôm nay giảm giá còn 5.2 triệu thôi. Xiaomi 13 Lite RAM 8 128, 4.5 triệu nha. Redmi K60 RAM 12 256 nha, 5.8 triệu. K60 RAM 8 128 nha, 5.4 triệu. Xiaomi CV3 5.5 triệu nha, CV3 5.5 triệu đó. Redmi 9C RAM 3 bộ nhớ trong 64, 1.7 triệu nha. K40 Gaming 8256, 3950, 3950. S22 bản hàng nha, 6.5 triệu nha mọi người. S22 phiên bản hàng 6.5 triệu đó. Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4.5 triệu nha, Note 13 Pro. Nokia C20 nha, C20. Một con máy chữa cháy, máy này máy mới nha. Nokia C20 RAM là 2GB, bộ nhớ trong 32. Máy mới nha, phụ kiện cáp sạc đồ tai nghe rồi chưa dùng hết. Con này thì giá bán của bên mình sẽ là 1.1 triệu nha, 1.1 triệu thôi. Có một cái máy tính bảng nè. iPad mini 3 4G và 16GB, Wi-Fi 4G 16GB nha, chỉ có 1.950.000 thôi. Mua con này về chiến game chắc được. Samsung Galaxy Tab A9 nha, RAM 3 bộ nhớ trong là 64GB, 2.3 triệu nha, 2.3 triệu thôi. Máy mới luôn nha, máy mới luôn. Mình có mấy cái này máy mới luôn nha. Màn hình của con này viền nó khá là mỏng và đẹp luôn. Xiaomi 12X nha, RAM là 8 bộ nhớ trong là 256GB, 4.8 triệu. Mi 12X nha, 4.8 triệu. Rồi anh em nào có nhu cầu mua bán giao lưu trao đổi điện thoại thì mọi người cứ inbox bên mình nha. Bên mình thì có mua bán giao lưu trao đổi điện thoại. Anh em coi video thì cho mình like, share, chia sẻ ủng hộ shop của mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm video của mình ạ.